Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đây là những cái thành phần mà em làm bánh ướt. Thì em gồm có rau sống nha. Rau sống thì gồm có diếp cá nè, lá quế, lá tía tô. Và đây là ớt, chanh, tỏi, đường và nước mắm để em làm nước mắm nha mọi người. Và đây là hành phi. Và đây, cả nhà ơi, em xin giới thiệu đây là chả. Chả và lạp xưởng nha. Thì em ở đây thì ở ở bên bên em thì bây giờ khó mua nem chua lắm. Có nem chua này mà em làm lạp xưởng thì em cũng biết là cái món lạp xưởng này mà bỏ vô cái bánh ướt này thì nó sẽ bị lạt quẻ, nhưng mà cả nhà ăn thử đi, em đã ăn qua rồi rất là ngon nha cả nhà nha. Cả nhà ăn thử nha. Bánh ướt thì em sẽ làm bằng bánh tráng chứ em sẽ không làm bột nha cả nhà. Thì em làm bằng bánh tráng như thế nào thì bây giờ em sẽ làm cho mọi người xem nha. Em làm nước mắm thì bây giờ là em sẽ làm một cái giá như thế này, thì em sẽ làm bằng ba giá này nước mắm. Một, hai. Đây, cái này là một giá như thế này thì nó tầm 2 muỗng. 2 muỗng của cái muỗng nước canh cơm nha cả nhà. Và em sẽ bỏ ớt vào. Ớt. Thơm quá. Cả nhà thấy ngon chưa? Và em sẽ bỏ 2 thấp đường này vào nha. Thì em đã đông sẵn rồi thì em chỉ có việc là em bỏ vào thôi. Thì 3 muỗng nước mắm thì mình sẽ làm bằng 3 muỗng. 3 muỗng nước. Nước thì nước ấm nha cả nhà nha. Như thế này là rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà thấy có hấp dẫn không? Đó. Có nước mắm, có chả, có rau đó, cái món bánh ướt đây. Có 3 thứ này là còn gì bằng nữa. Bây giờ em bảo qua, cái bây giờ là có 3 cái thứ này rồi, bây giờ mình ăn cái gì cũng ngon. Ăn bún cũng ngon. Và bây giờ là em làm bánh ướt thì bây giờ chuẩn bị mình đã làm nước mắm chấm đồ xong rồi thì bây giờ em sẽ làm bằng bánh ướt nha cả nhà. Cả nhà chờ xem nha. Trước tiên cái này để đó, cái này cái mâm này để tí nữa mình sẽ để bánh ướt đó nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ chấm sơ qua cái mâm này để cho dầu ăn nha. Tí nữa mình có thể mình để bánh lên nó sẽ không có bị dính, mình để mình chồng lên nó sẽ không có bị dính nha cả nhà. Đó, mình sẽ quét đều lên đó, như thế này là ok rồi nha cả nhà nha. Đây nè cả nhà. Thì bây giờ em bắt đầu em làm bánh tráng, em làm bánh ướt nha. Thì trước tiên mình sẽ nấu một cái nồi nước như thế này, một cái chảo nước như vậy. Và mình cho vào là 2 muỗng dầu ăn nha cả nhà. Dầu ăn để một tí nữa, 1 muỗng dầu ăn. Để một tí nữa mình luộc bánh á, thì nó sẽ không có bị dính lại nha. Đó, thì bây giờ em chờ nó lên. Nó sôi lên rồi em sẽ hạ lửa xuống. Đó, đây là cả nhà. Thì bây giờ em bỏ bánh tráng vào nha. Mọi người xem nha. Chấp chấp chấp. Đó, mình sẽ ngâm nó vào luôn. Mình sẽ cũng để cho nó tầm 10-15 giây nha mọi người. Đó. Mình sẽ để cái lửa, mình vẫn để lửa rêu 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 để cho bánh nó chín nha. Đó, xong rồi mình cuộn nó lại. Mình có thể mình làm 2 miếng bánh nha cả nhà. Mình cũng có thể làm một lần 2 miếng bánh thì nó sẽ dày hơn một tí. Còn không ấy thì mình sẽ làm 1 miếng. Bánh nó sẽ rất là dai nha cả nhà nha. Đó, mình làm như thế này là ok rồi. Đó. Đó, 1 miếng bánh nha. Đây nè cả nhà, em có 2 miếng bánh ướt.
Đó thì bây giờ em sẽ làm bằng hai miếng nha. Miếng thì nó sẽ dày hơn một tí, thì tí nữa mình ăn mình cũng có cắt ra đó nha cả nhà. Đó, như thế này thì mình đã có một cái miếng bánh ướt rồi đó cả nhà. Ôi mình làm rất là tiện, tại vì nếu mà bánh tráng mình muốn làm mà không làm bằng bánh tráng thì mình phải đổ bột, mình sẽ đổ như là bánh bánh cuốn vậy đó. Đó nè, ngon quá. Đó như thế này. Thì mình tiếp tục mình đổ, cứ thế mà mình đổ nha cả nhà. Em làm bằng hai miếng luôn á cả nhà. Toàn bộ là em làm bằng hai miếng nha cả nhà. Mình ráng làm sao mà mình sẽ cho nó thấm với nước ở chính giữa, nó hay đùng lên á, mình đè nó xuống nha cả nhà. Đó rồi bắt đầu mình cuốn nó lại, mình bóc nó lại. Đó, như thế này thì như vậy là mình đã có một miếng bánh ướt rồi đó cả nhà. Đó, mình lật qua một cái nữa cho nó kỹ kỹ một cái nữa. Đó, rất là cả nhà thấy hay không? Đó, cả nhà thấy chưa, em đã có một mâm bánh ướt rồi. Đây, em sẽ vớt một tí dầu ăn lên để cho nó sẽ không bị dính lại. Đó, em sẽ đổ tiếp. Bánh tráng này mình cũng có thể làm nhiều, mình cũng có thể ngâm bánh tráng xong rồi 15-20 phút, xong rồi cái bắt đầu cái mình mới mình mở ra, xong rồi mình mới vớt ra, mình mới lấy một cái sẵn mình đem hấp để cho bánh tráng nó chín. Mình làm như thế vậy thì lửa mình cứ mở nha cả nhà nha, mình mở nó mới nóng, nó mới chín nha cái bánh tráng nha. Đó, xong thấy chưa?
Đây em xong rồi đây cả nhà. Mọi người thấy chưa? Thấy bánh ướt ngon chưa? Nè, dở lên không dính luôn nha cả nhà nha. Thì bây giờ em sẽ làm vô dĩa cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ làm theo cái công thức của em nha, ngon lắm nha mọi người cả nhà. Cả nhà thấy ngon không cả nhà? Mình bây giờ mình khỏi có mỗi lần mà thèm bánh ướt thì có bánh ướt ăn rồi cả nhà ơi. Mình khỏi có đổ bột cho nó cực ra. Nhà có bánh tráng này mình muốn ăn ra. Rồi cuốn thì mình cuốn, mình muốn làm ăn bánh ướt thì mình làm ăn bánh ướt nha cả nhà. Đó. Rồi, bánh ướt thêm một thẹo nữa đi, một dây nữa đi. Cả nhà thấy cho nó không có bị dính này. Mình sẽ bỏ vào một tí giá. Bỏ vào một tí giá nha cả nhà nha. Mình bỏ lên một tí hành phi và rau sống. Rau sống cả nhà. Rau sống thì em sẽ cắt nha. Dạ. Giờ em sẽ bỏ vào. Ôi ngon quá má ui. Không ngờ là không ngờ mình một thân một mình xa quê mà mình biết nhiều thứ đó nha. Không ngờ là cái cuộc đời này dạy cho mình biết nhiều quá đó. Từ một người mà tối ngày chỉ có ăn cơm mẹ nấu xè tay xin tiền mẹ thôi mà bây giờ lại biết làm nhiều món đến như vậy. Cả nhà ơi, tăng tăng tăng. Mọi người thấy ngon không? Đó, bây giờ em sẽ kèm nước mắm nha.